梦想在中层启动，战斗唤醒了沉睡的潜龙。球场中拼尽全力进攻，我管肩负的责任有多重，前冲，团结友情，忠诚见证。We kick for the goal， 足球划破了天空，梦想在中场启动，战斗唤醒了沉睡的潜龙。Sau khi mắt trái bị bóng đập trúng thì trong khoảng một thời gian, mọi thứ đều trở nên rất rõ ràng. Nhưng mà sau đó, mắt của tôi lập tức rơi vào tình trạng không nhìn thấy gì cả. Tại sao mình lại không chú ý tới chứ? Mình đúng là một người điều khiển vô trách nhiệm mà. Sao à, tôi vẫn không nhìn thấy gì hết. Đừng có nằm mơ. Cảm ơn cậu. Mình không nên bởi vì đây là trận đấu bóng CCO cuối cùng của mình mà để tình cảm lấn át cả lý trí của mình. Trận đấu cuối cùng của cậu là sao hả? Sama, bởi vì âm nhạc nên mình quyết định sẽ từ bỏ bóng đá CGO. Trong trận đấu bóng đá cuối cùng của mình có thể được sát cánh cùng cậu thì mình đã mãn nguyện lắm rồi. Sao ạ, cậu? Trước giờ mình chưa từng thấy có cảm giác này. Mình chưa từng phát hiện Shadow có vấn đề. Chuyện này khiến mình rất thất vọng. Mình nghĩ mình quyết định từ bỏ bóng đá CGO là quyết định đúng. Mình vốn không phải là một người điều khiển có trách nhiệm. Sao ạ, thật ra đã xảy ra chuyện gì mà khiến cậu có thể từ bỏ bóng đá CGO mà cậu yêu thích nhất, từ bỏ những cố gắng mà cậu đã cùng chân trần đạt được? Vậy mà mình còn khiến cậu phải lo lắng cho mình. Mình đúng là quá đáng mà. Mặc dù lúc nãy Cobra chạy tới cứu bóng, còn giành được quyền dẫn bóng, nhưng mà Bactico bám sát không buông, tình hình vẫn không lạc quan lắm. Cobra, cắt đuôi Bactico đi. Đội Ngân Hà, tiến lên. Cú đá sấm sét. Ôi trời, cuối cùng Cobra vẫn đỡ Cosmos chiếm được bóng rồi. Cosmos, lập tức chuyền bóng cho Sola. Sola, mặc dù mình biết cậu có lý do riêng, nhưng mà lần này mình sẽ không ủng hộ quyết định của cậu đâu Sola. Nếu như cậu đã sắp xếp trận đấu này cho mình để mình lấy lại nhiệt tình của mình lúc trước, thì mình cũng sẽ dùng nó để khiến cậu nhớ lại thứ mà cậu đã lãng quên. Summer. Sau khi Sola nhận được đường chuyền thì đội Ngân Hà lại bắt đầu tổ chức tấn công. Cướp ra, mau tiến về trung tâm, giúp đỡ đồng đội ngăn cản đội Ngân Hà tiến lên. Cho dù thế nào, chúng ta không thể để thua trận đấu này. Quá nhanh, Sola tiến vào một nửa phần sân của đối thủ, càng ngày càng gần tới khung thành của Berset. Rốt cuộc thì lần này đội họ tấn công như thế nào? Mọi người cùng nhau tiến lên, khi nào có cơ hội thì sút bóng ngay. Cả đội Ngân Hà cùng nhau tấn công, xem ra họ quyết tâm kéo giãn tỷ số cho bằng được. Mặc dù cú sút sấm sét đơn độc của Cosmos rất lợi hại, nhưng mà chúng ta vẫn phải kẹp chặt Bactico và Sola. Nếu như hai người họ cùng tiến lên trước, vậy thì cách sút bóng sẽ thay đổi rất lớn. Đúng vậy, nhất định phải đồng thời khống chế Cosmos, Bactico và Sola. Ôi, cả hậu vệ Clyde đã chạy lên phòng thủ Black Hole. Xem ra lần này Berset quyết ngăn cản ngã về không. Muốn dùng tất cả sức mạnh để ngăn cản lên sao? Vô dụng thôi. Muốn dùng thịt đè người, không dễ như vậy. Sola, chuyền bóng. Cosmos, lập tức tiếp bóng. Trời ơi, thật là nguy hiểm. Không ngờ Sola lại nhân lúc cầu thủ đội Berset chạy tới mà chuyền bóng cho Cosmos. Vị trí này dễ dàng để tung cú sút ghi bàn. Dynamo, cùng ngăn cản bốn phía đi. Ngăn cản bốn phía.
Cosmos. Đường truyền tia chớp. Ôi, thật lợi hại. Cosmos đang dùng tuyệt chiêu chưa từng sử dụng cho hôm nay. Vừa dùng thì có thể đánh bại tuyệt chiêu Dynamo. Lần này, mình quá trễ rồi. Bây giờ, Sao đang rơi vào tình trạng không thể giữ vững bình tĩnh như thường ngày. Muốn ngăn chặn đội Ngân Hà tiếp tục ghi bàn, thì biện pháp tốt nhất là mình phải phá giải trận đấu này. Mặc dù tuyệt chiêu này có tốc độ rất nhanh, nhưng nếu như chúng ta có thể đuổi kịp tốc độ của cậu ta, cướp ra, mau tiến lên kèm Cosmos. Cosmos, làm lại. Đường truyền tia chớp. Mình đã hiểu rồi, quỹ đạo đường truyền tia chớp của cậu ta cũng giống như tia chớp sấm sét trên bầu trời, dùng tốc độ ánh sáng lướt qua đối thủ. Vậy thì cứ giao đấu trực tiếp đi, cướp ra, dùng đường truyền cướp ra đi. Đường truyền cướp ra. Hơi. Yeah. Cúp ra đã đổi cách di chuyển bằng đường truyền cúp ra. Cuối cùng thì ai sẽ thắng đi? Yeah. Yeah. Thật tuyệt vời, tuyệt chiêu đường truyền tia chớp của Cosmos đã bị cúp ra dùng chiêu đường truyền cúp ra quá giải rồi. Yeah. Hả? Cái gì? Giỏi quá đi. Đã hay lắm. Đẹp quá đi. Tuyệt chiêu đó hay quá. Từ nhỏ hai người chúng ta đã không ngừng tìm hiểu về bóng đá CGO. Mình không dám nói bóng đá CGO là tất cả của chúng ta, nhưng mà bóng đá CGO chính là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Sao mà mình... Sao à, hãy để cho Len được tận mắt nhìn thấy thành quả cố gắng của chúng ta đi. Berserk, tiến lên. Rõ. Đội Berserk đã bắt đầu tấn công. Dynamo đang là người dẫn bóng. Cục trà tiến lên phối hợp. Một mình Cosmos đuổi theo hai người. Quả thật rất khó mà đoán được thật ra ai trong hai người mới là cầu thủ tấn công chính đây. Hả? Một động tác giả vô cùng đẹp mắt. Cosmos đã bị hai cầu thủ Berserk cắt ở đằng sau. Black Hole, tiến lên. Tới nữa rồi, lần này họ sẽ chuyền bóng thật hay là giả giờ đây? Lại thành công rồi, cuối cùng sự ăn ý của Berserk đã quay trở lại. Hợp tác với nhau lâu như vậy, đương nhiên mình sẽ biết thói quen của cậu, cũng giống như cậu hiểu rõ mình vậy. Sự kết hợp ăn ý giữa hai chúng ta thì một người điều khiển đơn độc như Len sẽ không hiểu được đâu. Clyde và Mustang đều bị đội Ngân Hà kèm chặt xích sao. Cobra bị kèm hai bên. Berserk sẽ đối phó như thế nào? Sao à? Thời cơ tới rồi, Dynamo. Ngăn cản bốn phía. Ôi, sự kết hợp hoàn hảo. Dynamo đã giúp Cobra ngăn cản hai vị trí cầu thủ đối phương. Bây giờ Cobra đơn phương dẫn bóng tiến tới khung thành. Cobra, cậu nhất định phải sút vào. Sút bóng đi. Ê, cú sút hổ mang. Quá tuyệt vời, Cobra của đội Berserk đã có một cú sút cực kỳ đẹp. Tỷ số hiện nay là 2-2, hai đội bằng nhau. Cú sút này đã dẫn tới cấp độ toàn thế giới. Trận đấu đã được 85 phút hai bên hòa nhau. Đội Berserk sao kìa sao? 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 Đây chính là những tràng pháo tay dành cho Berserk, dành cho Shaw, dành cho mình. Nhớ lại cảm giác lúc mình mới bắt đầu chơi bóng GGO. Nếu như muốn điều khiển các cầu thủ thật linh hoạt tự nhiên thì phải học cách điều khiển các con rối dây. Trước tiên cần phải hiểu được đặc điểm riêng biệt của từng vị cầu thủ. Đồng thời, mình phải đem cảm giác mà bóng đá CGO đã cho mình dung hòa vào trong con rối của mình. Dung hòa con rối chơi với bóng đá CGO sao? Trước giờ mình chưa từng nghĩ tới chuyện này. Nếu như âm nhạc của mình và bóng đá CGO, không lẽ... Trận đấu đã tới phút 85, hai bên vẫn tiếp tục tấn công. Cả hai đều không hài lòng với tỷ số 2-2 này. So và Sam hợp tác với nhau thì có thể khiến Sam phát huy thực lực. Đây chính là tình đồng đội trong bóng đá CGO. Sam à, tôi thừa nhận tôi đã coi thường cậu. Đối thủ không phải dạng tầm thường, phải tốc chiến tốc thắng. Cầu thủ Cosmos của đội Ngân Hà cùng với đồng đội tiến vào phần sân của Berserk. Có phải họ muốn phối hợp tấn công không? Dynamo cẩn thận. Bây giờ Sado cần được mọi người giúp đỡ thì mới có thể bảo vệ được khung thành. Dynamo và Cobra đã kèm Cosmos rất chặt chẽ, khiến Cosmos không thể tiến về phía trước. Mặc dù Berserk đã lấy lại được phong độ, nhưng mà trên sân bóng chỉ cần có một cầu thủ phạm sai lầm thì sẽ trở thành một điểm yếu chí mạng. Từ lúc kết thúc hiệp 1 tới giờ, nhìn biểu hiện của Sado, nếu mình đoán không sai thì chắc chắn cậu ta có vấn đề. Chuyền cho Black Hole. Đường truyền tia chớp.
Cuối cùng Cosmos đã chuyền bóng qua hàng phòng thủ. Cậu ấy đã chuyền bóng lại cho Black Hole. Black Hole nhất định phải nắm chắc cơ hội này. Không ngờ Black Hole lại chạy về phía trước. Chẳng lẽ Black Hole cũng có thể tiến hành sút bóng sao? Nhưng mà Black Hole thuộc hàng hậu vệ cầu thủ, cậu ấy sẽ làm sao? Sao đâu, cậu đã thấy gì chưa? Tôi có thể nhìn thấy khoảng 80% rồi. Lúc trước mình không sửa kỹ sao đâu, là tại mình hết. Vốn dĩ không liên quan tới cậu, đây là chuyện may rủi. Cho dù có sửa xong thì cũng chưa chắc sao hồi phục như cũ. Tại sao cậu lại tự trách mình chứ? Đây là một thiếu sót, không lẽ sau này Shadow không thể ra sân nữa sao? Ôi thật tệ hại. Thì ra mục đích thật của Black Hole chính là cố tình dụ Cobra rời khỏi, để Cosmos có thể xuyên qua hàng phòng thủ của Berserk, để Cosmos thực hiện cú sút sấm sét. Nhất định Shadow có thể vượt qua khuyết điểm này. Không phải lúc nãy mình đã nói rồi hay sao? Mình là một người rất thích chơi rối dây. Nhưng các mối nối bị mòn, sau khi sửa chữa xong thì nó không còn linh hồn như trước nữa. Nhưng mà có một lần, lúc đó mình muốn điều khiển con rối thực hiện động tác sút bóng vào lưới. Ai ngờ dây điều khiển chân phải của con rối đó lại vô tình bị kẹt cứng ngắc. Ha, lợi hại thật, không ngờ một con rối dây lại có thể đá bóng như vậy. Sau đó mình mới phát hiện vấn đề ở các khớp nối đã biến chân nó thành một cái cây ná di động. Khi nó có một phản lực rất lớn kết hợp với lực ma sát của trái bóng sẽ làm được một cú sút đường xa mà bình thường rất khó thực hiện được. Điều không hoàn mỹ ngược lại có thể biến thành cái không thể thành có thể. Khuyết điểm sẽ biến cái không thể thành cái có thể. Cosmos lại tiến vào vòng cấm địa của đội Berserk rồi. Thật ra nếu như nghĩ kỹ lại, mặc dù con rối đó có khiếm khuyết, nhưng mà con rối đó vẫn là con rối mà trước giờ mình vẫn thích nhất. Nhìn thấy nó thì liền nghĩ tới bản thân của mình, khiến mình cảm thấy rất thân thiết. Hơn nữa nó có một không hai. Bây giờ mình mới hiểu được rằng chạy trốn khỏi hiện thực là một chuyện ngốc nghếch tới cỡ nào. Thừa nhận khuyết điểm của bản thân thì mới có thể tiến về phía trước. Yêu thích bóng đá CGO, yêu thích con rối sẽ khiến mình càng ngày càng cố gắng hơn, đi tận hưởng cũng như làm tốt những chuyện mà mình thích. Đây mới chính là Sam. Shadow, cậu nhất định sẽ chụp được trái bóng đó. Cosmos, dùng hết sức sút một cú ghi điểm. Lại sút bóng, xem ra cú sút này sẽ tràn đầy sức mạnh của Cosmos. Shadow, tôi tin cậu có thể biến chuyện không thể thành chuyện có thể. Khởi động con mắt bên trái, con mắt đã bị thương loang lổ của cậu. Hãy biến nhược điểm của cậu trở thành tuyệt chiêu mới của cậu đi. Sút đi. Cú sút sấm sét của Cosmos. Quy lực cú sút của Cosmos có thể ngang bằng cú sút rực lửa của Mike. Shadow, cậu phải khắc phục nhược điểm của cậu. Trước khi cậu đánh mất thể lực thì phải ghi nhớ vị trí của mỗi thành viên trong đội. Sau khi tiếp được bóng thì lập tức chuyền bóng lại cho đội ngay. Cậu phải tin tưởng đồng đội của mình. Chiếc bóng cứu chuột. Quá tuyệt vời, Shadow đã cản được cú sút sấm sét của Cosmos, giữ vững tỷ số 2-2 cho hai đội. Bây giờ trận đấu lại chỉ còn một phút nữa mà thôi. Lập tốt lắm. Shadow giỏi thật đó. Chỉ có bóng đá CCO mới có thể cho mình cảm giác 1-0-2 này. Đội Berserk đã khắc phục được yếu điểm của mình rồi. So sao? Trận đấu này đang đi vào những phút giây cuối cùng. Đội bóng Ngân Hà liên tiếp tấn công Berserk, nhưng mà đội Berserk đã phòng thủ vô cùng chắc chắn, hoàn toàn khác những biểu hiện trong hiệp 1, giống như đã thay da đổi thịt. Kết thúc trận đấu hữu nghị tầm quốc tế, đội Berserk và đội Ngân Hà nước Đức tỷ số 2-2, kết quả hòa nhau. Mặc dù hòa nhau, nhưng mà trận đấu ngày hôm nay chắc chắn là trận đấu mà mình sẽ nhớ cả đời đó. Cảm ơn cậu, Shadow. Cảm ơn cậu, Sam. Không đâu, người đã nói cảm ơn là mình mới phải. Không có sự ủng hộ của cậu thì mình sẽ không có ngày hôm nay. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Sao à, tôi rất vui khi có một trận đấu thú vị như vậy với hai người. Xem ra giải sắp tới nhất định sẽ được gặp hai cậu. Tôi và đồng đội cũ của tôi sẽ cùng nhau tham gia. Lúc đó tôi nhất định sẽ cho cậu thấy thực lực chân chính của đội bóng Ngân Hà chúng tôi. Hơn nữa, đồng đội của tôi chính là đối thủ cũ của cậu. Sam à, chúc mừng cậu đã khôi phục ý chí. Theo tôi thấy thì nếu như cậu có thể giữ vững phong độ thi đấu này của cậu thì tuyệt đối có thể tham gia giải vô địch thế giới. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Thi đấu với anh quả thật đã học được rất nhiều điều. Bóng đá CGO vẫn luôn giúp tôi trưởng thành hơn.
giúp tôi quen được nhiều bạn tốt, quen biết rất nhiều đối thủ mạnh ở khắp nơi. Bóng đá GGO vẫn luôn khiến tôi vui vẻ. Cảm ơn các cậu, cảm ơn mỗi vị cầu thủ GGO. Có thể tiếp xúc với bóng đá GGO chính là vinh hạnh của tôi. Đúng vậy, nói rất hay. Chúng tôi đã quyết định hợp tác với nhau tham gia giải vô địch toàn quốc. Isaac, cậu thật sự rất thích cái tên chân trần này hay sao? Đúng vậy đó. Chỉ cần có đủ người thì mỗi giây đều là bóng đá vui vẻ. Đúng vậy đó, chân trần của chúng ta vẫn luôn chơi bóng đá một cách vui vẻ mà. Nam tướng tài năng, anh nghe đây, chống mắt mà nhìn đội chân trần sẽ làm sao đánh bại anh thê thảm nè. Với cú sút lửa siêu cấp. Yeah. Ơi, hay quá. Hay quá đi, thắng rồi. Hay quá đi. Hay lắm. Giải vô địch của giải bóng đá CCO người hùng sân cỏ toàn quốc đã chào đời. Xin chúc mừng. Hay lắm, quả thật là rất hay. Trước giờ em quá hoàn hảo, lúc biểu diễn lại không có cấp bậc của một nghệ sĩ dương cầm. Nhưng hôm nay thầy đã nghe được tình cảm của em. Nói thầy nghe, lúc em biểu diễn em đã suy nghĩ gì? Em nghĩ về bóng đá CCU, nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa em và đồng đội. Thầy có nghe về bối cảnh của em. Thầy tin rằng chính bóng đá CCU đã giúp cho em có được tình cảm. Chúc mừng em, lần này em đã được thông qua. Chúc mừng em. Em cứ tưởng là nếu từ bỏ bóng đá CCU thì em có thể theo đuổi âm nhạc, có thể đưa âm nhạc của em lên tới một tầm cao hơn. Nhưng mà em đã sai hết rồi. Bóng đá CCO không chỉ khiến cuộc sống của em vui vẻ, mà còn hoàn thiện âm nhạc của em. Đó mới chính là em, là âm nhạc của So. Mình chúc mừng cậu nha, So à. Cảm ơn cậu. Sam, cậu vẫn còn làm việc ở nhà hàng đó sao? Nhưng mà So à, mình sẽ không từ bỏ bóng đá CCO và âm nhạc. Mình sẽ tiếp tục cố gắng, hy vọng lần sau có thể tham gia giải thế giới, tới lúc đó có thể giao đấu với cậu. Có phải không thể sửa đôi mắt của Shadow không? Nhưng mà không sao hết. Mình đã rút ngắn khoảng cách thời gian Shadow bị mất thị lực, ngắn lại hết sức có thể. Vậy thì tốt quá rồi. Sao mà, thật ra từ trước tới giờ mình đã học được rất nhiều chuyện từ phía cậu. Sao à? Mình thực sự rất may mắn vì đã được làm bạn với cậu. Đây cũng chính là chuyện khiến mình cảm thấy hoàn hảo nhất. Cầu chủ, chân trần đã đánh bại Dohago, đại diện của Singapore tham gia giải châu Á. Thật không vậy? Isaac giỏi thật đó. Ngày mai họ sẽ tiếp tục thi đấu, nhưng đối thủ là đội tới từ một nước nhỏ tên là Sanja đó. Nước Sanja? Sao nghe lạ quá vậy? Càng kỳ lạ hơn là lúc tôi điều tra người điều khiển của họ thì lại phát hiện người đó chính là người đã mất tích sau khi các cậu tham gia giải vô địch Trung Quốc, Nicolas. Nicolas à?
Giải bóng đá mô hình GGO Người Hùng Sân Cỏ đã sẵn sàng khởi tranh. Hãy cùng bạn bè tạo cho mình một đội bóng mạnh nhất, tài năng nhất và cùng luyện tập để giành chức vô địch. Bản lĩnh cá nhân, tinh thần đồng đội, tất cả sẽ có trong những trận bóng đỉnh cao của GGO Người Hùng Sân Cỏ. Quy mô giải đấu. Các trận đấu vòng bảng diễn ra tại các đại lý, cửa hàng, nhà sách trên toàn quốc. Các trận đấu chung kết tháng diễn ra tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác. Đặc biệt, trận chung kết miền Bắc diễn ra tại Hà Nội vào tháng 7 và chung kết miền Nam diễn ra vào tháng 8, hứa hẹn những trận cầu đặc sắc. Thể lệ thi đấu. Vòng loại, thử thách cá nhân. Các huấn luyện viên sử dụng cầu thủ của mình vượt qua các thử thách cá nhân, chọn ra 20 huấn luyện viên xuất sắc nhất tiến vào vòng chung kết thi đấu đồng đội. Vòng chung kết thi đấu đồng đội chia ra làm 4 đội đấu loại trực tiếp trên mô hình bàn đấu GGO, chọn ra đội thắng cuộc tiến vào vòng chung kết miền. Giải thưởng lên đến 500 triệu từ ban tổ chức và các nhà tài trợ. Từ bóng đá chân trần đến Người Hùng Sân Cỏ, hành trình chinh phục đỉnh cao mới. Tất cả đang chờ đợi các em trong mùa hè 2018 này. Hỡi các bạn đam mê GGO, các bạn đã sẵn sàng thử thách chưa? Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại 090-222-1724, 090-222-1726, truy cập website nguoihungsancoc.com. Chiến thắng của chúng ta đâu dễ dàng, và kia chiều người đang ngóng trông. Ta đang đi đường vinh quang trước mặt, nắm tay tình bạn, đồng đội luôn ở bên nhau. Mình sẽ không nản lòng vì thấy khó khăn. Xin go, nào mình hãy vượt lên. Dù bao gian nan, mặt trời đầy giông bão, mình luôn bên cạnh nhau và ta sẽ cùng nhau tiến tới. Nào bạn ơi, nào cùng đoàn kết và chiến thắng. Xin go, football.